Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạt Hình Đốm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Thưa quý vị, cái ác tính con người có giảm hay là tăng khi cái văn hóa trên thế giới đã bước sang một giai đoạn tiến bộ hơn trước? Thưa quý vị, điều đó là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải thích được. Thưa quý vị, hồi tối ngày 21 tháng 8 thì cái cuộc bạo động giữa sắc tộc Bokomo của Kenya và sắc tộc Akmo đã xảy ra một cuộc chém giết rất là rùng rợn. Họ chém giết bằng rìu hoặc là thiêu sống khi họ đốt nhà của đối phương, làm cho khoảng 48 người chết, đa số là phụ nữ và trẻ em. Cái tình trạng đó không phải riêng ở tại Kenya mà còn khắp nơi trên thế giới ngày nay, như cái vụ ném đá chết người ở trong đạo Hồi giáo, đặc biệt tại Iran, là một quốc gia coi như tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cũng không thể tránh khỏi. Như thế, cái việc xung đột đẫm máu và việc tàn sát lẫn nhau, nó do những cái nguyên nhân sau có thể tổng quát được. Thí dụ như về vấn đề quyền lợi của các nhóm với nhau, như đã xảy ra tại Kenya và nhiều nơi khác. Rồi vì cái gọi là giáo luật của Hồi giáo chẳng hạn, như trường hợp đã xảy ra trong các nước Hồi giáo, như là cái sự xung đột giữa các cái phe phái ở trong một cái tín ngưỡng chẳng hạn. Ví dụ phe Sunni, phe Shiite, rồi các cái giáo phái nhỏ như Salafist chẳng hạn. Họ luôn luôn là những cái yếu tố mà gây bất ổn trong xã hội, cũng như là cái yếu tố như là bộc lộ cái ác tính. Như vậy, ác tính của người, ngày xưa ông Khổng Tử đã nói rằng nhân chi sơ tính bổn thiện, nghĩa là người ta mới sinh ra vốn tính thiện. Thưa quý vị, chưa chắc là như vậy, bởi vì cũng có người phản bác nói là khi mới sinh ra đời thì đã ác rồi, chứ không phải là người ta thiện đâu. Như vậy thiện ác nó có trong con người, và nó do xã hội đào luyện để trở nên hoặc là thiện hơn hoặc hay là ác hơn. Cái nào sẽ vượt lên, đó là một vấn đề của con người. Và cho tới giờ phút này, chưa có ai có thể giải quyết được vấn đề đó cả. Nó tùy cái bối cảnh xã hội xảy ra, tùy cái sự việc xảy ra mà cái ác tính con người lên ngôi hoặc là thiện tính con người chế ngự. Như vậy, chúng ta cần thấy rằng cái nền văn hóa của thế giới nó đã tiến đến một mức mà có thể phổ biến một cách nhanh chóng và rộng rãi. Tôi nói thí dụ như cái trường hợp những cái game quý vị coi, thấy con em quý vị coi, thì cái game nào cũng là toàn là bạo lực cả. Thì như vậy nó sẽ phóng đi rất nhanh trên toàn thế giới trong cái điều kiện thông tin toàn cầu ngày nay, cho thấy rằng con người ta chỉ thích đánh nhau, con người ta chỉ thích nhìn thấy cái sự tàn sát, cái ác tính đó. Thưa quý vị, theo tôi nghĩ, một điều không chắc chắn nhưng mà có lẽ chúng ta cảm nhận được là cái ác tính đó nó sẽ được phát triển theo cái sự tuyên truyền, theo cái tốc độ mà cái nền văn hóa đang bước lên trên cái độ người ta gọi là văn minh của nhân loại. Nhưng thưa quý vị, văn minh nhân loại không có nghĩa là đã triệt hạ được ác tính, mà cần đòi hỏi thiết lập được một cái chế độ dân chủ. Vì ít ra cho tới giờ phút này chúng ta có thể quan sát được rằng trong các chế độ pháp trị, tức là dân chủ, thường thường thì cái ác tính nó ở trong một cái giới hạn hẹp hơn và ít xảy ra hơn là trong các nước mà chưa thiết lập được cái nền dân chủ pháp trị. Cảm ơn quý vị đã đón nghe.